to, vừa hay là nhỏ? Cái nào sẽ tốt hơn? Câu trả lời rất là dễ, phụ thuộc vào món ăn thôi. Cuối cùng lựa chọn liên quan đến thử thách của chúng tớ. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Đây rồi, đây rồi. Cho mình dĩa và ăn một miếng nhé. Đâu hết rồi? Cũng không sao. Đưa đây để tớ cầm đĩa cho. Đây, một phần ăn lớn hơn. Ôi, chút thì quên đổ thêm dầu. Và hình như là không cần nữa hay sao ấy. Đưa cho mình đĩa đi. Cái bát này chắc chắn sẽ đủ cho tất cả mọi người, kể cả tớ. Lại hết sạch. Được rồi, tớ nghĩ các bạn đã quên thử thách là gì rồi. Tớ sẽ giúp các bạn. Chúc may mắn các bạn nhé. Yay, tớ được ăn đĩa to như tớ muốn. Chắc là hôm nay mình ăn kiêng rồi. Không to, không nhỏ, mình hài lòng. Đồ ăn đây rồi. Đây là cho Tết. Suzy. Và mini burger cho Lily. Tớ đã làm lâu và chăm chỉ để tạo ra những món này. Mong rằng các bạn sẽ rất thích. Chờ một tí Tết. Tớ cần giảm burger bạn xuống một chút. Làm nó trở thành món ăn lành mạnh hơn. Và lặp lại điều đó với các phần của những người khác. Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi đó. Bánh mì kẹp súp lơ. Đây là một tội ác. Thật là kinh khủng. Nhìn đi Emma, tại cậu chúng tôi sẽ phải khổ đấy. Tớ sẽ ăn hết thành một miếng cho đỡ khổ. Xong, tuyệt quá. Tớ không hiểu hai bạn đang phàn nàn về điều gì. Ngon mà. Niềm tự hào của mình. Xin lỗi, tớ cần đi đâu đấy. Cậu đi đâu? Cậu lấy thịt từ thùng rác sao? Hay quá, tớ lại được món ăn to nhất rồi. Lại được cái nhỏ. Chán quá. Hãy nhìn lần này tớ mang đến cái gì. Thích không? Tất nhiên, một số lượng vô tận Oreo. Thôi nào, nó không phải là vô tận đâu. Buồn là được có một nửa bánh. Đấy, giờ mới một nửa rồi. Rất là ngon. Nhưng mà sao ít thế? Lily, chỉ cần biết ơn những gì bạn có. Tôi không hài lòng một chút nào. Cả sữa này nữa, nó có xu hướng làm mình đau dạ dày. Nhưng nếu mà đổ nó lấy một ít Coca-Cola thì tớ sẽ hạnh phúc như một con ngao. Tin hay không thì tùy, hai hương vị này kết hợp với nhau là một cách hoàn hảo. Tớ không biết về tất cả những gì đó, tớ thích kết hợp cổ điển hơn. Và tớ sẵn sàng ăn những chiếc bánh quy này không ngừng. Lily, bỏ cái tay của cậu ra đi. Một cái muôi là công cụ hoàn hảo để giải quyết một phần lớn như thế này. Nó giống như là ngũ cốc vậy. Ôi, ngon quá.
Tớ đã nấu cho các bạn một món ngon, nhưng trước hết phải dùng những tấm thẻ. Cuối cùng, được nâng cấp rồi. Ôi không, mình không muốn đĩa to đâu. Tớ thấy các bạn đã sẵn sàng, đồ ăn đã đến. Mì ống, mình vẫn chưa đói. Tiếc thế, đưa cho mình phần của Suzy đi. Còn đây là của Lily. Đồ ăn này là vừa phải. Đừng quên nước sốt. Cảm ơn, mình thích tương cà. Cảm ơn nhé. Bắt đầu thôi nào. Cho thêm một ít sốt cà chua. Còn mình sẽ trộn. Có thể mình không có nhiều mì ống, nhưng điều đó không ngăn tớ cản ăn sốt. Cậu sẽ làm mình ốm đấy. Không sao, bao giờ cũng làm thế thôi. Thử nào. Thật là kinh khủng. Kinh quá. Thế thì tập trung ăn món của mình đi. Như tớ này. May mà không làm theo hướng dẫn của cậu. Không sao, mình có thể sửa chuyện này mà. Ôi không, mình chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Ôi cái đồ lộn thuộm. Lại phải giặt một đống quần áo vì bạn. Ai quan tâm vết bẩn này không? So với những gì mình phải làm đây này. Nhưng mà chắc mình sẽ thay đổi quyết định. Cậu ấy luôn ăn kiêng mà. Thôi, cho mình ăn thêm với. Ngon quá. Cho mình ăn vợ nữa đi. Khổ thân. Không biết là cậu đói như thế. Tớ muốn ăn. Thế sao các bạn vẫn đói? Xin lỗi, mình không thể kìm được. Tớ nghĩ cần cái gì đó để tăng cường miễn dịch của các bạn. Xem vào thẻ đi, tớ sẽ chuẩn bị món ăn. Lại là đĩa to. Trung bình, mình sẽ nhận. Lại trở lại con đường cũ. Tuyệt vời, bây giờ ăn thôi. Đây, Suzy. Cái gì tỏi? Tất nhiên nó sẽ giúp bạn khỏe thôi. Tất cả là tại Suzy, tại cậu hát xì hơi. Chỉ vì thế mà bây giờ chúng ta phải ăn tỏi. Ôi, cay quá. Lily, cậu làm tớ sợ đấy. Hơi thở của tớ sẽ trở nên tồi tệ. Tớ không ăn cái này đâu. Đừng quấy rầy nữa. Tớ có cách rồi. Tớ sẽ cho tỏi vào lọ. Vặn nắp chặt. Sau đó lắc thật kỹ. Tớ cảm giác cậu ấy bị điên rồi. Các bạn không biết đâu. Đây là cách bóc tỏi nhanh nhất. Và bây giờ thì mình sẽ thử. Cậu ấy nghĩ nếu mà bóc vỏ thì tỏi sẽ ngon hơn. Ai đứng bên cạnh kia? Mà cà rồng. Mùi gì thế? Ôi, tỏi.
Tớ không thể ăn thêm một miếng nào nữa. Tớ choáng quá. Tớ cũng thế. Có ai muốn ăn kem không? Ôi, tớ nghĩ cơn gió thứ hai bắt đầu. Thêm lớp phủ sô-cô-la yêu thích. Tuyệt vời. Dừng lại. Tất cả là đều dành cho mình. Chào nhé. Còn chúng tớ thì sao? Đồ tham lam. Thử thách ngon theo truyền thống thường kết thúc bằng các cảnh ngon. Vâng, hóa ra họ không hoàn toàn thành công, nhưng nhờ đó không kém phần buồn cười. Nếu các bạn thích video của chúng tôi thì đừng quên thích và đăng ký. Như một món quà, bạn sẽ nhận được những video thú vị hơn từ Munchido đó.